Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc cảnh báo Liên minh phương Tây sẽ bị móc mắt. Trung Quốc đã lên tiếng phê phán Anh, Mỹ, Úc và New Zealand và Canada sau khi Bắc Kinh bị cáo buộc ra sức bịt miệng những người chỉ trích Hồng Kông. Liên minh ngũ nhãn năm nước, một hiệp ước chia sẻ tình báo đã chỉ trích Trung Quốc áp đặt các quy tắc mới để loại các nhà lập pháp được bầu lên ở Hồng Kông. Đây là hình ảnh các sĩ quan vũ trụ thuộc 4 trong 5 nước của Liên minh ngũ nhãn Úc, Canada, Anh, Mỹ tham dự hội nghị Bộ Chỉ huy Thành phần Không gian Vũ lực kết hợp với do Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ tổ chức vào năm 2019. Liên minh này hối thúc Bắc Kinh đảo ngược hành động. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo các nước này đừng thò tay vào chuyện của Trung Quốc và nói như sau. Họ nên cẩn thận, nếu không sẽ bị móc mắt. Họ có 5 mắt. Chỉ đến 10 mắt thì cũng chẳng là cái gì. Người Trung Quốc không bao giờ gây rắc rối và không bao giờ sợ bất cứ điều gì. Người phát ngôn Triệu Lập Kiên đã phát biểu ở Bắc Kinh vào hôm thứ Năm như vậy. Tuần trước, Hồng Kông đã đình chỉ 4 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ khỏi Hội đồng Lập pháp sau khi bị Bắc Kinh thông qua một nghị quyết cho phép chính quyền Hồng Kông bãi nhiệm các chính trị gia được coi là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Để lắp lại, tất cả các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ của Hồng Kông đã tuyên bố từ chức. Lần đầu tiên kể từ khi Anh Quốc trao lại Hồng Kông cho Trung Quốc từ năm 1997, Hội đồng Lập pháp gần như không có tiếng nói bất đồng. Việc bãi nhiệm 4 nhà lập pháp Hồng Kông bị nhiều người coi là nỗ lực cuối cùng của Trung Quốc để hạn chế quyền tự do của Hồng Kông, điều mà Bắc Kinh luôn phủ nhận. Các ngoại trưởng của nhóm ngũ nhãn đã thúc giục Trung Quốc phục chức cho những người này và nói rằng động thái này là vi phạm rõ ràng cam kết có tính chất ràng buộc pháp lý để bảo vệ quyền tự do và tự trị của đặc khu này. Họ cũng cáo buộc Bắc Kinh đã hủy hoại quyền của người dân Hồng Kông được bầu ra đại diện cho mình. Nhóm ngũ nhãn này là một liên minh chia sẻ thông tin tình báo của 5 nước nói được tiếng Anh, được lập ra từ thời chiến tranh lạnh. Ban đầu, nhóm được lập ra để theo dõi Liên Xô và các nước đồng minh. Căng thẳng về luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông cũng luôn diễn ra trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh 10 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ từ chức hồi đầu tháng để phản đối quy tắc mới của Trung Quốc. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Hồng Kông nói bất kỳ nỗ lực nào của nước ngoài đe dọa hay áp lực buộc Bắc Kinh nhượng bộ đều sẽ chắc chắn thất bại. Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, cho phép đặc khu này được giữ lại nhiều quyền và tự do hơn đại lục cho tới năm 2047. Là một đặc khu hành chính, Hồng Kông có hệ thống pháp luật riêng, đa đảng phái chính trị và được hưởng các quyền, trong đó có quyền tự do tụ tập và tự do ngôn luận. Nhưng cuối tháng 6, Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia gây nhiều tranh cãi sau các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh và ủng hộ dân chủ kéo dài nhiều năm. Luật này đã hình sự hóa các hành động như ly khai, lật đổ, khủng bố hoặc thông đồng với các lực lượng ở nước ngoài. Bắc Kinh nói luật này nhằm đảm bảo ổn định cho Hồng Kông, nhưng các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền nói luật này thực chất là hạn chế tự do ngôn luận và các cuộc biểu tình ở đây. Và sau khi luật được thông qua, một số tổ chức ủng hộ dân chủ Hồng Kông đã giải tán vì lo ngại an toàn cho các thành viên của mình. Và tại Hồng Kông, những vụ bắt bớ đầu tiên khi luật an ninh có hiệu lực bắt đầu diễn ra. 9 người bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm pháp luật, trong đó có một người mang lá cờ ủng hộ độc lập. Hơn 300 người khác đã bị tạm giữ tại một cuộc tuần hành bị cấm tổ chức. Các vụ bắt giữ đã xảy ra sau khi luật an ninh mới do Bắc Kinh áp đặt có hiệu lực, và các quan chức cho biết như vậy. Đây là hình ảnh người đàn ông bị bắt bên lá cờ đen in dòng chữ Hồng Kông độc lập. Cảnh sát Hồng Kông nói rằng đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi luật an ninh có hiệu lực. Anh Quốc trong hôm thứ Tư đã ra khuyến cáo đi lại tới Hồng Kông cho các công dân nước mình, theo đó nói luật an ninh mới làm gia tăng nguy cơ bị bắt giữ và trục xuất, hãng tin Reuters cũng đưa tin. Giới chức đại lục có thể dưới những hình thức nhất định bắt giữ cá nhân theo các điều khoản của luật mới này, với mức án nặng nhất là tù chung thân, Bộ Ngoại giao Anh đã nói như vậy. Và các vụ biểu tình đã bị giải tán rất nhiều. Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay giải tán một số người biểu tình tụ tập để đánh dấu 23 năm kể từ khi sự cai trị của Anh kết thúc. Luật an ninh quốc gia mới còn được gọi là luật chống biểu tình, nhắm vào người ly khai, lật đổ và khủng bố với hình phạt lên đến tù chung thân. Luật có hiệu lực vào thứ Ba 30 tháng 6, toàn văn bộ luật chỉ được tiết lộ vài giờ sau đó.
luật an ninh quốc gia được Bắc Kinh đưa ra sau khi tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng và phong trào dân chủ ngày càng lan rộng. Giới chỉ trích cho rằng luật mới sẽ ngăn chặn một cách hiệu quả các cuộc biểu tình và làm suy yếu các quyền tự do của Hồng Kông. Hồng Kông đã được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, nhưng theo một thỏa thuận độc đáo nhằm bảo vệ một số quyền tự do nhất định mà người dân ở Trung Quốc đại lục không được hưởng, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận. Và lãnh đạo Hồng Kông, bà Carrie Lam, bảo vệ luật an ninh và nói rằng nó lấp đầy lỗ hổng an ninh quốc gia. Thông tin chi tiết của luật an ninh quốc gia được giữ kín và nữ chính trị gia thần Bắc Kinh, bà Carrie Lam, thừa nhận bà đã không xem bản dự thảo trước khi đưa ra bình luận nói trên. Đây là hình ảnh bà Carrie Lam, trưởng đặc khu Hồng Kông và chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng Chết Hùi, một nhà lập pháp đối lập, đã nói với đài BBC như sau: quyền của chúng tôi đang bị tước đoạt, tự do của chúng tôi không còn nữa, luật pháp của chúng tôi, sự độc lập của tư pháp của chúng tôi cũng không còn nữa. Vương quốc Anh, châu Âu và NATO đều bày tỏ quan ngại và giận dữ, trong khi các nhóm ủng hộ dân chủ bắt đầu tan rã trong lo ngại bị trả thù ngay lập tức. Washington cũng kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại luật này và bắt đầu chấm dứt chế độ ưu đãi mà Hồng Kông được hưởng trong thương mại và du lịch với Mỹ và trở lại với chính sách thông thường như với Trung Quốc đại lục. Và điều gì đang xảy ra trong những ngày kỷ niệm này? Một số nhà hoạt động dân chủ đã cam kết sẽ bất chấp lệnh cấm và diễu hành với buổi chiều. Chúng tôi diễu hành hàng năm và chúng tôi sẽ tiếp tục diễu hành. Cựu chiến binh Lung Kho Hung nói với hãng Reuters như thế. Hình ảnh trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội được cảnh sát xác nhận là có thật, cho thấy một lá cờ đã được sử dụng để cảnh báo người biểu tình về bộ luật mới này. Các cáo buộc sẽ không hề nhẹ, xin hãy tự quyết định, Trang Kinh thuộc Liên đoàn Dân chủ Xã hội đã nói như vậy. Người trong cuộc nói với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng họ có khoảng 4.000 cảnh sát đã sẵn sàng để xử lý bất kỳ tình trạng bất ổn nào. Chi tiết đầy đủ của luật an ninh quốc gia chỉ xuất hiện sau khi nó có hiệu lực vào khoảng 23 giờ giờ địa phương vào hôm thứ Ba. Luật này đã áp dụng cho cả dân Hồng Kông thường trú, tạm trú và một số các chi tiết được đưa ra trong luật. Tội ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài bị trừng phạt bằng án tù tối thiểu 3 năm, mức tối đa là chung thân. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2020, cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 7 người vì vi phạm luật an ninh quốc gia mới, trong đó có ông trùm truyền thông Jimmy Lai. Ông bị bắt vì nghi ngờ cấu kết với các thế lực ở nước ngoài. Kích động hận thù đối với chính quyền Trung ương Trung Quốc và chính quyền đặc khu Hồng Kông là vi phạm điều số 29. Làm hư hại các công trình giao thông công cộng có thể được coi là khủng bố. Và những người bị kết tội sẽ không được phép ứng cử vào các vị trí trong hội đồng thành phố. Bắc Kinh sẽ thành lập một văn phòng an ninh mới ở Hồng Kông với các nhân viên thực thi pháp luật của riêng mình, không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Đặc khu trưởng Hồng Kông có thể bổ nhiệm thẩm phán trong các vụ án an ninh quốc gia. Nhiều người đã ngừng nói về chính trị, về tự do dân chủ vì họ muốn cứu lấy cuộc sống của chính họ. Họ muốn cứu lấy tự do của mình và tránh bị bắt. Đây là hình ảnh Chuông Vong tuyên bố anh sẽ rời khỏi Demonstrato. Từ nay trở đi, Hồng Kông bước vào kỷ nguyên mới của sự ngự trị của khủng bố, cũng như thời khủng bố trắng của Đài Loan, với những phiên xử độc đoán, nhà tù đen tối, phiên tòa bí mật, tự thú, cưỡng ép, báo chí bị kiểm soát và kiểm duyệt chính trị. George Wong đã nói như vậy. Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông bắt đầu ngừng sinh hoạt ngay lập tức vì sợ luật mới và hình phạt mà luật này cho phép. Theo các tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các doanh nghiệp ủng hộ dân chủ bắt đầu xóa đi mọi dấu hiệu rằng họ từng ủng hộ các cuộc biểu tình. Chua Vong, tổng thư ký và thành viên sáng lập của đảng Demostito, cảnh báo Hồng Kông sẽ biến thành một quốc gia cảnh sát chìm. Lời hứa của Bắc Kinh với thế giới rằng Hồng Kông sẽ có quyền tự chủ cao được chứng minh là dối trá. Nhà lập pháp đối lập Ted Hui đã nói trong chương trình với đài BBC như vậy. Nhưng bất chấp rủi ro, một số người vẫn quyết tâm tiến hành cuộc biểu tình truyền thống vào ngày 1 tháng 7, vốn đã được lên kế hoạch vào thứ Tư và đã bị cấm trong bối cảnh có thông tin về số lượng lớn cảnh sát sẽ được huy động. Động thái này cũng gây ra các phản ứng quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab cũng nói rằng Trung Quốc đã phá vỡ lời hứa với người dân Hồng Kông theo các điều khoản thỏa thuận chuyển giao vào năm 1997. Ông nói thêm rằng chính phủ Anh thực sự có một dự định xem xét các kế hoạch thay đổi quy tắc thị thực, cấp quyền công dân cho hàng triệu người ở Hồng Kông. Julian, đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc tại Geneva đã nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng
luật này rõ ràng có những hệ lụy đối với quyền con người. Ông Brian White, thay mặt cho 27 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, cũng kêu gọi Trung Quốc xem xét lại luật này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020 với bản tin Trung Quốc cảnh báo Liên minh phương Tây sẽ bị móc mắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.